Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của Sơn Thị Lan đây channel. Hôm nay mình làm video này mục đích là khoe quả mini game nha. Quả mini game này là của chị cà chua do mình trúng. Đây mình sẽ khoe này. Hai hũ slam. Đây là slammer này, slumber. Còn đây là slammer đó của chị cà chua đỏ nha. Đó. Đây slammer này. Đó, slumber. Thực ra nó có charm nhưng mà charm mình đã tháo ra rồi. Charm là charm cá ngựa. Đây các bạn nhìn này. Còn đây là shop kèm theo. Đó. Thực ra nó ở trong bịch nhưng mình đổ vào hộp cho nó đẹp hơn nha các bạn. Chị cà chua cho theo màu này. Màu vàng với màu xanh nó không theo. Màu vàng với màu xanh nó không theo. Nhớ màu đỏ theo này. Bên mình sẽ cắt shop ra một bên ha. Đó. Đây các bạn. Bây giờ thì mình sẽ mở cho các bạn xem bên trong nhá. Đây là bên trong hộp slumber. Đấy. Nó rất là mềm nhưng mà nó cũng dính các bạn nhỉ. Đấy, dính các bạn. Dính các bạn ơi. Đó, nó cứ dính. Bây giờ thì mình sẽ thử hút slumber. Hai hũ này mình nhận được lâu rồi, hôm nay mình mới mở được. Đó, bây giờ mình sẽ mở hũ slammer. Và đây là slammer. Đây, slammer đây. Đó, mình sẽ kéo thử ha. Ồ, rất là đẹp. Ở đây có cốm mèo. Cốm nhau chí à. Muối rất là thơm luôn. Thơm lắm. Trời ơi, thơm. Cái nào cũng thơm hết. Đây. Bây giờ thì các bạn đợi mình một tí ha. Ta-da! Đây là hai cái charm của nó. Charm cá ngựa màu xanh này. Cá ngựa màu hồng. Đấy, hai cái charm đẹp không? Chị cá chua cho ấy. Đấy. Bây giờ mình sẽ gọi là cắt đi hết. Cắt charm đi. Ở trong của cô vừa đi đây. Đây, hũ này rất là thơm, hai hũ đều thơm nha. Và tiếp theo chính là bây giờ mình sẽ đóng nắp lại. Đây, đóng tiếp cái này. Đó, đóng rồi nha. Đấy. Thì mình quay video này cũng chỉ khoe cái hai hũ slam này cho các bạn xem thôi chứ không có gì cả. Thực sự hai hũ slam này rất là đẹp, thơm nữa. Mình rất là thích. Và video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè nha. Tạm biệt các bạn.